Xin chào các em học sinh lớp 8 đã đến với tiết học đầu tiên của bộ môn tiếng Anh. Cô xin giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Phương Thi. Cô rất vui khi được đảm trách dạy bộ môn tiếng Anh cho các em trong năm học này. Cô hy vọng là cô trò mình sẽ cùng nhau hợp tác thật tốt để mang lại kết quả thật cao trong năm học này nhé các em. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tiết học đầu tiên, đó là Guiding How to Learn and Do English Test in Grade 8. Nghĩa là hướng dẫn cách học và làm bài kiểm tra tiếng Anh 8. Trước khi đi vào phần nội dung chính của tiết học hôm nay, thì cô cũng có một số phần cần lưu ý với các em như sau. Thứ nhất là về đồ dùng học tập của mỗi học sinh. Mỗi em phải chuẩn bị cho cô là gồm có một quyển sách giáo khoa tiếng Anh 8, một quyển tập 200 trang để ghi nội dung bài học, viết bi xanh, viết bi đỏ, viết chì. Viết bi xanh là các em dùng để ghi nội dung của bài, còn viết bi đỏ là mình để ghi tựa đề của bài. Còn viết chì là mình để làm các bài tập trắc nghiệm ha, hoặc là trong quá trình soạn từ mới đó, mình gạch chân nó ha và tìm nghĩa, hiểu nghĩa của các từ mới. Và một bìa kẹp giấy A4. À, để kẹp những tài liệu hoặc là bài tập mà giáo viên cung cấp. Thường cái bìa này là mình sẽ kẹp những cái tài liệu mà cô phát cho mình là gồm có những cái bài ôn tập, những cái bài tập luyện tập ha, giúp ích cho mình trong cái quá trình mà để mình ôn tập kiểm tra giữa kỳ hoặc là cuối kỳ đó. Tiếp theo là mình sẽ qua phần hai lớn là số tiết học trong tuần. Nếu mà học trực tiếp tại trường đó thì mình sẽ có 4 tiết trong một tuần. Trong đó có 3 tiết học về các nội dung trong sách giáo khoa theo kế hoạch thời gian thực hiện chương trình. Còn một tiết là tự chọn. Tiết này mình sẽ ôn lại những kiến thức ngữ pháp liên quan đến bài học và làm bài tập. Còn nếu mà học online như thế này nè các em thì mình chỉ có học 3 tiết một tuần thôi, không có tiết tự chọn nha. Tiếp đến là qua phần 3 giới thiệu sơ lược về nội dung sách giáo khoa tiếng Anh 8 và cách học. Quyển sách giáo khoa tiếng Anh 8 của mình á, thì gồm có 16 unit hay còn gọi là 16 đơn vị bài học đó các em. Mình được giảm tải unit 16, có nghĩa là mình bỏ cái unit 16 mình không có học. Như vậy là học sinh chỉ học có 15 unit trong 2 học kỳ. Học kỳ 1 á, thì mình học 8 unit, từ unit 1 đến unit 8. Học kỳ 2 thì mình học 7 unit, tiếp theo là từ unit 9 đến unit 15. Mỗi unit gồm có 7 phần, chia ra 5 hoặc là 6 tiết tùy theo unit. 7 phần đó là gồm là thứ nhất là mình có getting started, có nghĩa là bắt đầu. Phần thứ hai là listen and read, là nghe và đọc. Phần thứ ba là speak, là nói. Phần thứ tư là listen, là nghe. Phần thứ 5 là read, là đọc. Phần thứ 6, write, là viết. Phần thứ 7 là language focus, là ngôn ngữ ha, ngôn ngữ trọng tâm. Để học tốt các phần này đó thì các em phải chuẩn bị trước ở nhà, như là soạn từ nè, tập đọc bài nè, trả lời những câu hỏi liên quan trong bài nè. Đặc biệt là khi cô dạy xong mỗi tiết á, thì các em cố gắng phải học thuộc các từ vựng nè, thực hành các kỹ năng thường xuyên hơn ha, và làm bài tập ngữ pháp có liên quan. Như vậy thì mình học tiếng Anh nó mới giỏi, mới tốt được. Tiếp đến là mình qua phần 4 lớn là về bài kiểm tra. Học kỳ 1 á, thì mình gồm có là kiểm tra miệng nè, là có 2 cột điểm, với hình thức là học sinh nghe giáo viên đọc các từ tiếng Việt rồi viết lên bảng bằng tiếng Anh và ngược lại, hoặc là học sinh làm bài tập nhỏ về từ vựng hoặc là ngữ pháp, hoặc là giáo viên kiểm tra và chấm điểm tập ghi bài, giáo viên lấy điểm thực hành trong quá trình học các kỹ năng, hoặc là học sinh nộp sản phẩm, bài làm cá nhân, cặp đôi hoặc là nhóm, vân vân. Rất là nhiều hình thức để mình lấy điểm kiểm tra miệng này ha các em.
Tiếp theo là kiểm tra 15 phút mình cũng có hai cột điểm luôn. Rồi hình thức của nó cũng tương tự như là kiểm tra miệng. Là học sinh nghe giáo viên đọc các từ tiếng Việt rồi viết lại vào giấy kiểm tra bằng tiếng Anh, hoặc là học sinh làm bài tập trắc nghiệm chọn đáp án nè, đúng nè. Học sinh làm bài kiểm tra điền từ hoặc là viết câu, học sinh nộp sản phẩm làm bài làm cá nhân hoặc là cặp đôi, nhóm, vân vân. Tiếp theo là kiểm tra giữa kỳ. Kiểm tra giữa kỳ 1 là mình sẽ làm trong 45 phút và nó rơi vào tuần chính. Còn kiểm tra cuối kỳ 1 là bài kiểm tra này 60 phút trong tuần 18. Rồi học kỳ 2 cũng tương tự có các bài kiểm tra giống y như học kỳ 1. Nhưng mà các em lưu ý kiểm tra giữa kỳ 2 thì mình sẽ rơi vào tuần 28, còn kiểm tra cuối kỳ 2 là trong tuần 36. Bây giờ thì cô sẽ giới thiệu cái cấu trúc chung của bài kiểm tra giữa kỳ để cho các em nắm. Bài kiểm tra giữa kỳ thì 45 phút gồm có 40 câu, trong đó có 30 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận. Gồm có phần nghe là 10 câu, 2 điểm rưỡi. Và phần này có hai phần. Thứ nhất là mình chọn phương án đúng sai true false đó các em. Phần thứ hai là chọn phương án A hoặc là B, C, D để điền vào chỗ trống trong câu. Phần thứ hai là phần language, là phần ngôn ngữ nè, gồm có 10 câu cũng 2 điểm rưỡi luôn. Và trong phần này thì nó có hai câu tự luận. Gồm phần này thì gồm có phần pronunciation là phát âm nè, vocabulary là phần từ vựng nè, grammar là ngữ pháp, reading là phần đọc, là gồm có 10 câu 2 điểm rưỡi, gồm có hai đoạn văn, một đoạn văn là điền khuyết có 5 câu 1,25 điểm, một đoạn văn là chọn câu trả lời đúng với câu hỏi tương ứng cũng có 5 câu và 1,25 điểm. Phần writing là có 10 câu 2,5 điểm, gồm có 3 phần: xác định lỗi sai 2 câu 0,5 điểm. Phần này là trắc nghiệm, còn lại là tự luận nè. Viết lại câu sử dụng từ gợi ý hoặc là từ cho trước, và sử dụng từ hoặc là cụm từ gợi ý để viết câu. Đây là cấu trúc chung của bài kiểm tra giữa kỳ. Tiếp theo là qua phần cấu trúc chung của bài kiểm tra cuối kỳ. Bài kiểm tra cuối kỳ á thì nó có 60 phút là gồm phần nói. Vậy là phần kiểm tra giữa kỳ là không có phần nói nha các em. Còn cuối kỳ thì mình thêm phần nói vào. Và có 32 câu. Vậy là gồm phần nói và 32 câu. Trong đó có 26 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận. Hoặc là 6 câu tự luận này người ta có thể theo cách thứ hai là hai câu tự luận và còn lại là viết đoạn văn hoặc là viết thư. Nó đổi mới hơn so với năm trước. Rồi, và mình đi vào chi tiết nào. Listening là phần nghe nè. Phần nghe thì ở đây chỉ có 8 câu và 2 điểm. Gồm hai phần cũng tương tự như là kiểm tra giữa kỳ gì đó các em, nhưng mà số câu nó ít hơn tại vì mình thêm cái phần nói đó. Phần nói là 2 điểm rồi. Do đó cái số câu của phần nghe, phần language, phần reading, phần writing nó giảm đi mỗi cái 2 câu so với cái đề kiểm tra giữa kỳ. Các phần thì tương tự y gan luôn. Thấy các em. Rồi cô nói sơ qua cái phần speaking nè, mình được 2 điểm là gồm có phần introduction là phần giới thiệu đó, mình giới thiệu về bản thân, về sở thích. Cái này thì các em đã thi trong những năm trước rồi ha, không có gì mới hết. Và thứ hai là phần topic speaking là cái chủ đề bài nói đó, mình bốc thăm rồi mình nói. Trong phần này thì có thêm cái phần hỏi và trả lời. Phần hỏi của giáo viên rồi các em trả lời lưu loát thì mình sẽ được điểm cao thôi. Như vậy là các em đã rõ được cái cấu trúc chung của bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ rồi ha. Như vậy là tiếp theo là mình sẽ qua cái phần dặn dò nè. Trang bị đầy đủ các đồ dùng học tập theo yêu cầu của cô nãy giờ đó. Rồi, phần tiếp theo là chuẩn bị Unit 1, Getting Started.
và phần listen and read ha, để mình chuẩn bị học cái bài tiếp theo. Như vậy là bài học mà đầu tiên đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các em vào video sau nha.